Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta bình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đầy các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta bình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, khách lạ hay bình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa cha Gioakim, quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em rất thân mến. Chúng ta vừa được nghe tin mừng Matthêu chương 25. Chúng ta thấy được cái viễn cảnh ngày cánh chung, cái ngày tận cùng của thế giới, cái ngày mà mỗi một người chúng ta được mời gọi để đến trước tòa Chúa, để được lành, được thưởng, mà giữ thì phải bị phạt. Và chúng ta thấy khi có hai nhóm người, một nhóm bên phải, một nhóm bên trái, đến trước mặt Chúa, và Chúa không có một cái câu hỏi là ngươi đã làm những cái điều gì to tát, không đi hành hương, không hỏi là con đã đóng góp được bao nhiêu tỷ đồng vào nhà thờ. Chúa không hỏi rằng con đã có những công việc nào to lớn
mà chỉ một điều: ta đói các ngươi cho ăn, ta mình trần các ngươi cho mặc, ta tù đầy các ngươi đến viếng thăm ta. Và cả hai nhóm người đều hỏi lại Chúa: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, ở tù hay mình trần mà chúng con giúp đỡ Chúa đâu? Sở dĩ hai nhóm người này họ không nhận ra Chúa, bởi vì qua bài đọc thứ nhất, chúng ta được nghe cái điều mà tiên tri Isaiah nói: Đức Chúa mà Ngài mong muốn con người với cái việc thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, không phải là cái việc làm để cho người ta thấy, làm những cái công việc vì Chúa. Và tiếp đến bài đọc thứ hai, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh nhân quả quyết: không ai thấy Chúa đâu, không ai thấy Chúa, vì lẽ chỉ biết yêu thương người khác. Nếu ai yêu thương người khác thì là ở trong Thiên Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã khẳng định với những người lành rằng: ta đói khát mình trần ở tù, các ngươi đã đến viếng thăm là các ngươi đã làm cho những kẻ bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Điều này Mẹ Teresa Calcutta, mà gia đình chăm sóc bệnh nhân, đã chọn Ngài làm quan thầy, làm đấng bảo trợ, làm mẫu gương để mỗi người trong gia đình chăm sóc bệnh nhân, cũng như từng người chúng ta hôm nay có mặt, để noi gương chăm sóc. Mẹ Teresa, mẹ cũng đâu có chăm sóc Chúa một cách trực tiếp đâu. Mẹ chỉ chăm sóc những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bị loại ra khỏi lề xã hội. Và mẹ mong muốn rằng mẹ trở nên cái khí cụ của Chúa. Mẹ muốn là cây viết chì để viết lên những trang lịch sử, để cho Chúa viết dùng bàn tay của mẹ. Chỗ khác tự thuật mẹ nói rằng mẹ muốn trở nên một cái cây sáo để gióng lên những cái nốt trầm bổng, những cái bài ca yêu thương mà mẹ muốn để cho người ta biết được cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ đã đến với những người nghèo, những người bị bỏ rơi, và đưa họ về chăm sóc. Và điều này đã làm cho một người vô thần đến thăm và hỏi mẹ rằng: người ta trả cho bà bao nhiêu tiền để chăm sóc một cái người bệnh tật thối tha lở loét như thế này? Thì mẹ trả lời rằng: nếu mà lấy công thì phải bao nhiêu tiền tôi cũng không làm cái việc này. Nhưng tôi làm cái việc này là để vì lòng yêu mến Chúa, để cho cái người bệnh này được hưởng cái hạnh phúc và sống đúng cái nhân phẩm của con người. Vâng, quý ông bà, anh chị em rất thân mến, đặc biệt các anh chị trong gia đình chăm sóc bệnh nhân, chúng ta noi gương mẹ Teresa khi chúng ta đến với những người bệnh. Chúng ta chăm sóc cho họ không phải vì người này mình có tình cảm với họ, không phải vì người kia là cái người yêu thương mình, thân thiết với mình, nhưng tất cả mọi người đều được cái quyền sống đúng nhân phẩm, sống với cái tình yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Thánh Gioan Ngài quả quyết rằng:
Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ Ngài chúng ta được sống. Chúa Giêsu, Ngài đã bỏ trời cao để xuống đất thấp, bỏ cương vị Thiên Chúa để làm một con người, đồng hóa với con người, và Ngài yêu thương con người hết tình. Và Ngài đã quả quyết không có tình yêu thương nào cao quý cho bằng tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã làm gương cho chúng ta, Chúa đã sống cái tình yêu đó một cách trọn vẹn, để đến nỗi chết vì yêu, chết căng thây trên thập giá vì con người chúng ta. Chính vì thế mỗi người chúng ta được mời gọi để sống cái tình yêu và đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng việc chúng ta đến với những người kém may mắn, những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ, những người bệnh tật đau yếu nhất trong những người đau yếu, mà linh đạo mẹ Teresa Calcutta đã khởi xướng. Xin cho mỗi người chúng ta qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Teresa Calcutta, để giúp cho mỗi người chúng ta có một cái nhìn, một cái nhìn yêu thương, cảm thông và nâng đỡ. Ngay từ cái nhìn, nếu chúng ta có được cái sự cảm thông thì tiếp đến những cái việc làm của chúng ta sẽ tiến triển. Còn khi chúng ta một cái nhìn chớp đầu tiên, khi một công việc mà chúng ta cảm thấy cái điều đó, cái việc đó, cái người đó nó không đưa vào trong cái nhãn quan của mình, tức là mình không yêu mến, không chấp nhận. Quý ông bà anh chị em, chúng ta vẫn thấy thường ngày khi gặp một cái người nào đó dễ gần gũi, dễ tiếp chuyện, thì cái nhìn đầu tiên nó đã cảm hóa được con người của mình. Chính vì thế chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn, nhìn như Thiên Chúa nhìn, như Chúa Giêsu ngước mắt nhìn ông Gia-kêu: Gia-kêu xuống đi, hôm nay tôi sẽ đến nhà ông. Cái nhìn của Chúa Giêsu khi thấy Phêrô ăn năn khóc lóc vì đã lỗi phạm đến Thầy, chối Thầy, và Chúa đã nhìn để rồi đã cảm hóa Phêrô, đã sám hối ăn năn và đã trở nên một con người, một tông đồ trưởng của giáo hội Chúa mới thành lập. Cho chúng ta cũng biết đi đến từ cái nhìn đến suy nghĩ và đến việc làm. Những cái việc làm của chúng ta đem lại cái tình yêu thương cho những người chúng ta gặp gỡ, đem cái tình cảm mà Thiên Chúa muốn dành cho tất cả mọi người, để chúng ta được trở nên những tông đồ của lòng thương xót của Chúa và noi gương mẹ Teresa, để chúng ta cố gắng đến và đón nhận những con người mà Chúa gửi đến với chúng ta. Amen.